Em xin chào cả nhà nhá, chào toàn thể cô chú anh chị em yêu Lan. Cả nhà ơi, mới ngày hôm nay mọi người lười lười like cho em hay sao ấy, lười vào xem hay sao, thấy tự dưng thấy tụt view quá. Mọi người có thể mọi người không mua, nhưng mà mọi người vào nghe em nói, nghe em bán hàng để cho nó vui và học hỏi được những cái gì, những cái kinh nghiệm, có cái gì mà chăm Lan thì em lại nói cho mọi người. Không nhất thiết là mọi người vào mua cả nhà nhé, nhưng mọi người vào thì mọi người nhớ like cho em với. Like cho em có mất cái gì đâu, để cái kênh của em để biết được nhiều bác tiếp cận hơn, nhiều bác biết đến để mua cái hàng ủng hộ em nhé cả nhà nhé. Loại ít tiền loại nhiều tiền, nói chung là gì có loại gì cũng có nhá. Hôm nay thì em phải nói này này, hôm nay mọi người mua giò nào cũng được đấy. Mọi người biết biết em lên hôm nay tự tin đúng không cả nhà. Hôm nay toàn bộ là của người dân hết, người ta vừa mang vào xong đây, quay luôn cho mọi người. Trời vẫn còn đang mưa, Lai Châu vẫn còn đang rất mưa cả nhà nhá. Đấy, mưa cả ngày. Ui, máy nó lại giờ hơi đấy mọi người nhá, mưa ầm ĩ luôn này. Đấy, trời Lai Châu đang mưa, dân vừa mang vào cái em phải quay luôn cho nó tươi rói rói nhé cả nhà nhá. Rồi em mời mọi người qua chi tiết đường đơn, mọi người đừng bỏ qua cái video này nhá. Thôi hết rồi cả nhà, hết rồi, hết một mẻ rồi. Cái này thì cứ ngâm được một tháng thì mọi người uống nhé cả nhà nhá. Nói chung là gọi là sướng cuộc đời luôn. Nó là thần dược hoa đu đủ đực ngâm với mật ong rừng. Ôi giời, chả biết được mọi người được uống chưa, nhưng mà em uống nó thực sự là nó cảm giác nó sướng lắm. Cảm giác một cái mùi vị có nghĩa là nó rất là hay. Uống nhưng mà bác nào mà uống ít thì mời, chỉ mới một bữa mọi người, mới một buổi sáng mọi người uống cho em một cái thìa cà phê thôi cả nhà nhá, pha với nước ấm uống cực kỳ là tốt, cực kỳ là tuyệt vời cả nhà nhá. Còn mật ong rừng, ôi rồi ôi đấy, thần dược nhá, mật ong rừng kết hợp với hoa đu đủ đực, một thần dược chữa bách bệnh cả nhà ơi. Cô chú mọi người tiết kiệm đi, tiết kiệm đừng mua sắm nữa, mua những cái đồ này để uống này, uống vào cơ thể mình. Mình có sức khỏe thì mình có chơi hoa lan với tất cả những cái sở thích được mình cả. Thật ra là mọi người mua mà uống có 600.000 một hũ cả nhà nhá, cực kỳ là tốt cho sức khỏe, chữa bách bệnh, phòng chống điều trị bệnh ung thư để ho khen ho khan các thứ, tất cả các bệnh nhé cả nhà nhá. Nó một loại thuốc kháng sinh quá là tốt, và nó được ông bà bố mẹ từ bao nhiêu đời nay đã sử dụng rồi. Mọi người cố gắng mua nhé cả nhà nhá, 600.000 một hũ cả nhà nhá. Rồi em mời mọi người qua đến Lan rừng chơi loại rẻ trước cả nhà nhá, bác nào mới tập chơi thì mua về làm giống nhá cả nhà nhá. Nhưng nhớ là ghép đơn giúp em, nhớ là ghép đơn giúp em Cường và like cho em Cường nhá. Châm tím rừng nhá cả nhà nhá, có một mầm mầm tơ đang lên này, 50.000 thì mọi người ghép đơn cho em nhá, hình số 42 50.000, hình số 42 50.000 cả nhà nhá. Đây, chơi combo luôn, một giò hoàng thảo môi tua của người dân và một khúc ý ngọc nguyên bản, hình số 39, hình số 39, hình số 39, 60.000 cả nhà nhá, ghép đơn cho em. Nói chung là những cái này thì bán vui bán chơi thôi. Phi điệp vàng dân thuần, phi điệp vàng dân thuần nhé cả nhà nhá, của người dân cực kỳ là đẹp, đang nứt nụ rồi cả nhà nhá, hình số 25 130.000, hình số 25 130.000 cả nhà nhá. 1 2 3 4 5 thân tơ, 5 thân tơ nguyên rất nhẹ nhàng, thuần cực kỳ lâu. Nhớ cho em này, về cứ thế đặt vào cái chậu sâu, cho thêm ít vỏ thông cái thứ vào giữ ẩm vào, cực kỳ cứ thế là chơi, treo bờ ra cũng được cả nhà nhá. Là hình số 25 130.000. Yên tâm, mọi người đừng lơ sợ. Sợ em bán đắt nhất gì cả, bán rẻ nhất gì cả. Mọi người mua được rẻ thì em sẽ bán rẻ cho mọi người, và tiền nào của đấy, nên mọi người cứ yên tâm là đến với em là như vậy cả nhà nhá. Tiếp tục, cẩm báo Lai Châu hình số 38 105.000, hình số 38 105.000. Đấy, mọi người phải biết là thuần là một cái giò da báo như này, bán 150.000
150.000 thì công giống là sao cả nhà nhá, mà lại độ thuần nó lâu như cả nhà nhá. Của dân thuần hình số 38 150.000, số 38 150.000. Hai đuôi công hình số 43 50.000, hình số 43 50.000 nhé cả nhà nhá. Nhớ ghép đơn cho em nhé cả nhà nhá. Nhớ ghép đơn cho em. Bây giờ nó thì mưa gió quanh năm rồi. Tiếp tục phi điệp vàng dân thuần của người dân nhé cả nhà nhá. Trời ạ, đấy người ta trồng được rất hay nhá. Đấy, đến vụ sau khi mầm tơ nó lên này, nó khỏe, cây nó khỏe là bắt đầu người ta cắt hết thân già đi. Còn lại để nó tập trung, nó nuôi dưỡng cái thân tơ này, dâm ra cái mầm tơ lên nó rất đều nhau, nó rất tăm tắp luôn nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng Lai Châu, hình số 11 200.000, hình số 11 200.000. Có xứng đáng không cả nhà? 200.000 có xứng đáng không? Đấy. 200.000 thì mọi người biết là em phải mua vào như nào thì. Rồi. Hạc Vĩ Lai Châu, trời ơi, em phải nói nhá. Hạc Vĩ Lai Châu nhá. Mọi người nghe rõ là Hạc Vĩ Lai Châu, thân nù, lá dày, bản lá to, hai là cho hoa đậm sắc, thân già nó đây, thân nù, thân to này. Đấy. Nó đẹp, thân đen xì. Thân ra cho nó hoa cực kỳ là đậm sắc, không giống như phi điệp Lào nó vừa bằng cái que tăm đấy cả nhà nhá. Đây, người ta trồng rất là thích thú nhá. Về mình muốn sáng chế như nào, mình đặt vào chậu hay mình làm thêm một cái cúc lũa mình đặt vào cũng được, cực kỳ là đẹp. Hạc Vĩ Lai Châu hình số 19 200.000, hình số 19 200.000 Hạc Vĩ Lai Châu nhé cả nhà nhá. Đều tăm tắp khỏe như trâu như bò luôn rồi. Về vứt ngoài trời cho em được nhá. Hạc Vĩ Lai Châu nó đang phát triển cực kỳ là tốt nhá cả nhà nhá. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Hạc Vĩ Lai Châu hình số 21, hình số 21 cũng 200.000, hình số 21 200.000 Hạc Vĩ Lai Châu nhá. Không mua những cái giò này nhá, em thề mọi người nhá, không lúc nào mua rẻ được như ngày hôm nay đâu cả nhà nhá. Hình số 21 200.000. Dễ này, dễ trồng ngược này. Đấy, nhìn thấy chưa? Thuần chưa? Khỏe chưa? Không mua những giò hôm nay không còn cơ hội nữa đâu cả nhà nhá. Nhớ xem hết video và hôm nay mọi người cho em nghìn like vào, cho em nghìn like nhá. Hạc Vĩ Lai Châu, ôi thằng này nó ấy làm gãy mất một mầm tiếp kia rồi. Mọi người, mới một mầm như này rất sót nhé. Hạc Vĩ Lai Châu, dân thuần, hình số 22, 200.000, hình số 22, 200.000 Hạc Vĩ Lai Châu nhá. Hôm nay không mua không còn cơ hội mua rẻ nữa đâu cả nhà nhá. 200.000. Đấy, mọi người phải mua nhiều cho em. Mua nhiều cho em vào. Đi đâu như thế nào đi chăng nữa thì mọi người về đây mọi người mua, em sẽ mua được rẻ, em mua nhiều em sẽ mua được rẻ và sẽ bán cho mọi người rẻ nhé cả nhà nhá. Hạc Vĩ Lai Châu, phi điệp vàng, hình số 24, hình số 24 200.000 phi điệp vàng nhé cả nhà nhá. Như trâu như bò rồi, như trâu như bò rồi cả nhà nhé, của dân thuần nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng. Cái giò Hạc Vĩ kia của ông gì đây? Anh đưa cho người đây. Hạc Vĩ Lai Châu. Hạc Vĩ Lai Châu. Mua giống có ngần này tiền không cả nhà? Mua giống có ngần này tiền không? Em cam kết mọi người hôm nay rẻ quá trời luôn. Hình số 20 200.000. Hình số 20 200.000 Hạc Vĩ Lai Châu nhé cả nhà nhá. Bác nào chốt hôm nay chốt cả lô này về vẫn bán vẫn có lãi nhé cả nhà nhá. Mà hàng thì tuyệt vời luôn. Phi điệp vàng hình số 10. Hình số 10. Đúng không nhỉ? Hình số 10. Đẹp chưa? Hay. Hình số 10 200.000. Hình số 10 200.000. Dần thuần nhá, nhẹ nhàng tình cảm nhá. Bác nào mà buôn lan hôm nay mua cả lô này về cho em vẫn có lãi. Hình số 9 200.000 phi điệp vàng, hình số 9 200.000 phi điệp vàng nhé cả nhà nhé. Hình số 9 200.000 phi điệp vàng. Bác nào mà muốn mua rẻ thì nhớ là hôm nay mua đi. Hôm nay lấy được lô rẻ. Phi điệp vàng. Phi điệp vàng, trời ơi nó to như thế này. Ở đâu ra? Hình số 6, hình số 6 250.000, hình số 6 250.000 phi điệp vàng nhé cả nhà nhá. Hình số 6 250.000. Phi điệp vàng. Hạc Vĩ Lai Châu, hình số 18, hình số 18 cũng 200.000, hình số 18 200.000. Cô chú mọi người hôm nay like cho em về nhiều nhé cả nhà nhá. Like cho em nhiều vào. Phi điệp vàng hình số 18 200.000, hình số 18 200.000 phi điệp vàng nhé cả nhà nhá. Mời mọi người qua đến cái món liên quan đến sức khỏe.
của Phái Mạnh nhá cả nhà nhá. Do kết 1 giờ cái này nghiêng, cái này là một thang này là 300.000, mọi người ngâm được mới 15 lít rượu. Ngâm 15 lít rượu trong vòng 3 tháng, mọi người mỗi bữa mọi người uống tầm 2-3 chén cho em, cực kỳ là tác dụng nhá. Trong này thì nó có ghi đầy đủ hết rồi, tất cả những cái cây, lá, củ, quả ở rừng liên quan đến có cái chất liên quan đến sinh lý của Phái Mạnh, cực kỳ là tốt. Mọi người mua một thang này về mà dùng nhá, 300.000 một thang nhá. Còn mật ong rừng thì vẫn là uy tín, vẫn là thương hiệu của em rồi. Bác nào muốn uống mật ong rừng chuẩn mật ong đá nhá, 400.000 một lít, đến với em nhá, 400.000 một lít. Tinh dầu xả Mường Tè, Lai Châu. Cái này chỉ cần 1-2 giọt thôi, cần 1-2 giọt thôi là mọi người lau sàn, vệ sinh sàn, nhà, cửa, các thứ nó rất sạch sẽ và xua đuổi côn trùng, ruồi, muỗi, kiến, tất cả những côn trùng nhé cả nhà nhé. 450.000 một lít. Bác nào bị dạ dày nhá, bị dạ dày, đặc trị dạ dày nhé cả nhà nhá, 300.000 một cái gói đặc trị dạ dày này. Trong này có rất nhiều bác dùng, rất có tác dụng nhé, 300.000 một liều. Mướp đắng rừng là bao nhiêu một cái túi này Huệ nhỉ? Thái lát này 250.000 một cái túi này. Công dụng là chữa trị tiểu đường, ổn định huyết áp, ngăn ngừa ung thư, có thể nấu nước tắm cho trẻ con. Mướp đắng rừng nhé cả nhà nhá. Lại hàng rẻ, lại tiếp tục siêu rẻ. Trời ơi, hạt vĩ Lai Châu của dân thuần nhé cả nhà nhé. Để mọi người biết là người ta cứ bó vào cái, bây giờ cái dây bó này còn mục hết này. Hạt vĩ Lai Châu đẹp, nói chung là quá nhiều kìa, quá nhiều kỳ nha, dài miên man. Hạt vĩ Lai Châu nhé, hình số 23 250.000, hình số 23 250.000 nhé, hạt vĩ Lai Châu. Còn cái ông này này, cái ông này em phải bảo với mọi người này, nó rất hợp với bác nào ở dưới xuôi, tại vì trồng vào tổ quạ, không cần phải phân bón gì cả, tại vì bản chất cây tổ quạ nó rất nhiều dưỡng chất để nó nuôi cái cây này rồi, nó là gọi là sống ký sinh, thì có nghĩa là sống trên cái bề mặt là thì vì một tuần mọi người tưới cũng được nhé, tại vì độ ẩm nó cực kỳ cao, rất là lạ, rất là dị nhé. Thì điệp vàng trồng vào tổ quạ, thế này, dễ yên kinh. Hình số 13-200. Ủa, cái gì đấy? Hình số 13. Hình số 13-200.000. Hình số 13-200.000. Hôm nay chắc được triệu view chứ. Hôm nay chắc phải được triệu view chứ. Quá rẻ luôn. Hình số 8-205.000. Hình số 8 thì được vàng 205.000. Xứng đáng chưa? Xứng đáng chưa cả nhà? Nên mọi người phải ủng hộ em nhiều để em đi lấy hàng nhiều. Đấy, hàng nhiều thì mới mua được rẻ, thì mới bán rẻ được cho mọi người nhá. Em không bao giờ có cái câu gọi là chặt chém mọi người đâu, đừng lo. Hình số 12, tiền nào của đấy mà mua được rẻ thì bán rẻ nhá cả nhà. Phi điệp vàng, hình số 12, 200.000. Hình số 12, 200.000 cả nhà nhá. Biết đâu là cuộc bán rẻ này thì lại lên được hàng mấy nghìn đơn chẳng hạn. Trời ơi, phi điệp vàng trồng tổ qua, trồng mãi mãi, chơi vĩnh viễn, chơi mãi mãi nhá, tổ qua nhá. Nguyên mua tổ qua đã 100.000 rồi. Hình số 15 250.000. Hình số 15 250.000 phi điệp vàng trồng tổ qua. Cái tổ qua này hay lắm, trồng được cả u lùi cơ mà, u lùi này đấy, hoàng thảo u lùi, một loại cực kỳ là khó thuần, nhưng mà nó trồng trên tổ quạ cực kỳ là ngon lành nhé cả nhà nhá. Trồng trên tổ quạ nó rất là ẩm, lúc nào nó ẩm. Hình số 7 250.000 phi địa hoàng thảo u lùi, trồng trên tổ quạ và có cả hoàng thảo tam bảo sắc, có cả hoàng thảo, có nghe đâu đó mọi người chơi được 3 loại, chơi cả cây tổ quạ là 1, chơi u lùi là 2, chơi hoàng thảo tam bảo sắc là 3, có 3 loại nhé cả nhà nhá. Hình số 7 250.000, hình số 7 250.000. Chưa rồi. Ô, hình như thấy quay đi quay lại nhiều thế. Thì toàn phi điểm vàng.
Không, đang nói là sự nhặt nhầm không? Hình số mày 17 Hạc Vĩ Lai Châu. Hình số 17 Hạc Vĩ Lai Châu 200.000. Hình số 17 200.000 Hạc Vĩ Lai Châu nhá. Em vào cái kênh này bán sẽ vui hơn rất nhiều. Phi điệp vàng trồng vào tổ qua. Hình số 14 205.000. Hình số 14 205.000. Nó thật ra trên này em cũng không đi lấy được cái tổ quạ. Nếu mà lấy được tổ quạ, cứ trồng hết vào tổ quạ, loại gì nó cũng sống trên tổ quạ. Tại vì nó sống ký sinh của trên cái cây tươi, nó chẳng tốt hơn rất nhiều như cả nhà nhá. 200.000 phi điệp vàng hình số 14, 250.000 trồng tổ quạ nhé cả nhà nhá. Phi điệp tím đang một tràng nụ nhé cả nhà nhá. Cực kỳ, cái giò này lần trước mua tiền triệu ấy. Hình số 34 150.000, hình số 34 150.000 phi điệp tím nhá. Lúc nào gửi thì chắc là bỏ cái chậu đi, gửi luôn nguyên cái cục gỗ này, tại vì nó sống ở trên cục gỗ này, còn chậu chỉ đặt vào để cho treo thôi cả nhà nhá. 150.000 một tràng nụ nhá cả nhà nhá. Về ngắm hoa luôn cả nhà nhá. Sơn Thủy Tiên Lai Châu cực kỳ là đẹp, trồng trên chậu lục giác, rất là phê, dưới cho phân trâu rồi, xanh tốt, ngon lành. Mua những loại sơn thủy tiên này về chết ấy thì em đền cho mọi người. Đấy. Cực kỳ là chất nhá. Sơn Thủy Tiên Lai Châu hình số 32 208.000, hình số 32 208.000, 208.000. Nhớ mọi người like cho em nhá, nhớ like cho em. Like cho em, chia sẻ cho em. Hình số 33 dáng hương tam bảo sắc Lai Châu dòng lá xếp cổ rụt. Chỉ cần một cây thôi. Chỉ cần một cây nhé, của dân thuần đấy nhá, chỉ cần một cây. Cái dòng lá xếp cổ rụt này thì nó rất cực kỳ là ít, một vụ mình chỉ lấy được một tí thôi. Cái thứ hai là hoa nó thì cực kỳ là đậm, cực kỳ là tím nhất cả nhà nhá. Hình số 33 205.000, hình số 33 205.000. Có một cây rồi. Loại xịn sò, loại mọi người nhận ra mặt bông gì đây chưa? Trần Tuấn, Hoàng Thảo Trần Tuấn. Có bao nhiêu người có? Có bao nhiêu người có nhưng mà nó hơi đắt nhé cả nhà nhá. Nhiều khi đắt, nhiều khi có tiền không mua được cái loại này, em thề luôn đấy. Rừng nó cực kỳ là ít. Hoàng Thảo Trần Tuấn thì em nói này là có nghĩa là em ghép nó ổn định. Ổn định ở một cái chậu nhựa, sau đó bây giờ em lại chuyển sang cái chậu lục giác này. Cây thì nó ổn định, có cái thì nó phun dễ, có cái thì nó chưa. Nhưng quan trọng là về làm giống, thằng là hoa cực kỳ bền. Dừa vào tầm tháng trời, nhỏ nhưng mà rất thơm, nhưng mà nó lại quá hiếm luôn nhé cả nhà nhé. Hoàng Thảo Trần Tuấn, hình số 36, 400.000, hình số 36, 400.000, Hoàng Thảo Trần Tuấn nhé cả nhà nhé. Nghe cầu cũng rất mỹ miều Trần Tuấn nhé, mặt bông tím cực kỳ luôn, đẹp, mỹ mãn nhé. Có hai giò. Hoàng Thảo Trần Tuấn. Thế này thì có một vòi nụ này. Có một vòi nụ. Chăm đến năm sau đi mọi người ạ. Này, có một vòi nụ nữa này. Già kỳ nhưng mà lại ra một vòi nụ nữa. Hoàng Thảo Trần Tuấn hình số 35 350.000, hình số 35 350.000. Hoàng Thảo Trần Tuấn nhé cả nhà nha. Tiền nào của đấy, loại gì cũng có loại đắt, loại rẻ nha. Cô chú cứ cân nhắc cho em nha. Đây, đang nụ nha. Hoàng Thảo Kim Thoa. Một cái to giò vật vã như thế này và đang rất nhiều nụ, có hai vòi nụ. Dân thuần Hoàng Thảo Trần Hoàng Thảo Kim Thoa hình số bao nhiêu đây, tư duy à, 300.000, hình không số đi, 300.000 nhé cả nhà nhé. Hoàng Thảo Kim Thoa nhé. Cái loại này nó dễ thuần không, nó vứt bờ rào mà về đặt ở trước thềm cửa nhà, thích thềm cửa nhà, đặt một cái đun lên, cho vào cái chậu đặt cái đun lên. Kiều dẹt. Kiều dẹt thì mọi người biết rồi. Nó là cực kỳ là ít, cực kỳ là đắt, cực kỳ là hiếm nhá. Của dân thuần nhá, không phải của em đâu nhá. Đấy, phân trâu thì nó cứ ngày nào cũng bại đấy, mầm tơ đang lên phà phà này. Đấy. Kiều dẹt hình số 1. Kiều dẹt Lai Châu hình số 1 205.000, hình số 1 205.000. Kiều dẹt nhé cả nhà nhá. Nhớ là kiều dẹt đấy. Đấy, giò này thì to nhá. Kiều dẹt.
Kiều dệt Lai Châu hình số 2, 350.000, hình số 2, 350.000 kiều dệt nhé cả nhà nhá. Kiều dệt nhá, của dân thuần nhé cả nhà, nguyên một dề nhá. Tiếp tục, like cho em với hôm nay hay lắm. Hình số 3, phi điệp vàng, à, kiều vàng Lai Châu. Kiều vàng Lai Châu của dân thuần nhé cả nhà nhá. Dân thuần với mọi người nhìn cái giò, nhìn nó sướng mắt luôn mà. Hình số 3 280.000, hình số 3 280.000. Hình số 3 280.000. Kiều vàng Lai Châu nhé cả nhà nhá, hình số 3 280.000. Tiếp tục phi điệp vàng của dân thuần trồng vào tổ qua, hình số 4 nó có 280.000, hình số 4 280.000 phi điệp vàng nhé cả nhà nhá. Đẹp, nói chung là mua những cái giò này có chơi vĩnh viễn. Thề luôn đấy. Rất đẹp nha. 280.000. Tiếp tục kiều vàng Lai Châu, kiều vàng Lai Châu dân thuần nhé, đẹp chưa? Tất tần tơ, tất cả thân tơ nhé cả nhà nhá. Tất cả thân tơ. Em đếm nhé, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Nó rơi vào tầm 22 23 thân tơ, tất thân tơ nhé cả nhà nhá. Hình số 5, kiều vàng Lai Châu 350.000, hình số 2, hình số 5, kiều vàng Lai Châu 350.000. Đứng nhé, sách thế nó rơi ô cái thằng này. Rơi, thử rồi. 350.000, hình số 5, 350.000 dân thuần nhé, tất thân tơ. Đẹp tiền nào của đấy nhé cả nhà nhá. Đây là bạch nhạn hay cái gì nhỉ? Này lá không phải là bạch nhạn nhưng mà của dân, không biết là cơ liệu có phải bạch nhạn không. Bạch nhạn cái giò này to tiền, bạch ngọc không phải bạch ngọc không. Em nhìn cây có như là có loại này loại gì nhỉ? Mà hoa nó màu nâu nâu đẹp lắm. Hình số 6 cứ gọi là người đẹp không tên nhá. Em không biết người đẹp không tên. Nó là thuộc dòng kiếm nhá, thuộc dòng trồng bằng đất ấy. 200.000. Hình số 6 200.000. Trồng vào chậu rửa mặt. Chôn Lai Châu nguyên bản nhá cả nhà nhá, như một cái thuyền nhá. Hình số 29 200.000, hình số 29 200.000. Chôn Lai Châu nguyên bản nhá, như một cái thuyền luôn nhá. Tiếp tục chồn Lai Châu nguyên bản, hình số 31 205.000, hình số 31 205.000 chồn Lai Châu nguyên bản nhé cả nhà nhá. Đẹp, mua cho em. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu dòng lá xếp cổ rụt nhé cả nhà nhá. Hình số 28 405.000, hình số 28 405.000. Tiền nào của đấy, hàng chất thì phải chất như nước cất nhé cả nhà nhá. Dân thuần nhé cả nhà nhá. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu dòng lá xếp cổ rụt, hoa tím cực kỳ luôn. Cái thằng này thì nguyên một dề. Thằng này nguyên một dề nhưng mà nó lại cho nụ nó hơi muộn. Đấy, bây giờ vẫn có hai nụ. Có nghĩa là chồn thì bây giờ nó đã tàn, dường như nó đã tàn hết nụ rồi. Bây giờ còn hai cái này nở muộn, đâm ra là mọi người nguyên một dề này người dân người ta hình như vừa ốp vào hay sao? Vừa ốp vào nguyên một dề, vừa ốp vào có hai nụ. Chồn Lai Châu hình số 30 205.000, hình số 30 205.000 có hai nụ nhá. Ngắm hoa trái vụ mới là đẳng cấp cả nhà nhá. Ngắm hoa trái vụ. Trời ơi. Nào bác nào hình số 27. Bác nào chơi không? Có bác nào để chơi không? Trời ơi, mặt hoa nó phải tím, tím lịm luôn nhá. Mặt cáo Lai Châu đây nó tím lịm luôn, chả biết trong ảnh mọi người nhìn nào. Nhưng ngoài nó tím đậm, nó tím tím. Nói chung là em chỉ biết là nói một câu gọi là tím lịm nhé cả nhà nhá. Tím lịm luôn. Quá xứng đáng để sưu tầm một cái giò như này cả nhà nhá. Riêng một cái cây này hoa tím tôi cũng không cần phải còn cây này nữa không này. Ý, hoa nó tím. Em phải nói cái cây này nó tím lắm nhá. Mọi người có duyên thì gặp được cây này nhá. Cáo Lai Châu hình số 27 800.000, hình số 27 800.000. Xứng đáng. Xứng đáng, riêng kể cả không hoa tím nhưng mà xứng đáng gần này cây cũng gần lấy tiền rồi. Nhưng mà có cây này hoa nó, em phải nói nha, tím cực kỳ luôn, tím cực kỳ nhá, thơm cực kỳ luôn. 800.000, xứng quá xứng đáng nhá.
Vip vim vip. Vip vim vip. Nhìn chưa? Toàn vòi hoa rơi vào là 50 cent, 40-50 cent. Cáo Lai Châu. Vip vim vip bản lá rơi vào tầm gần 5 cent. 5 cent, hai đốt ngón tay chẳng biết bao nhiêu. Bản lá rơi vào tầm 5 cent, 5 cent nhé cả nhà nhá. Bản lá 5 cm nhá. Có hai, ui cái này nó bị thui mất rồi. Đang nghe hai này. 4 này, 6 vòi hoa nhưng một vòi hoa nó bị thui mất đầu ngọn này. Một cái thì nó bị gãy mất nụ, vẫn còn tận 4 vòi hoa nguyên vẹn nhé cả nhà, 4 vòi hoa nguyên vẹn. Cáo Lai Châu. Dòng cây VIP nhé cả nhà nhá, bản lá 5 cm, cây xếp thẳng đứng nhá, chỉ cần như này mọi người biết rồi. Hình số 37. Số 37 1.500.000, hình số 37. Riêng một cái cây này đã xứng đáng rồi, không cần phải tiếp những cái cây tiếp theo như này nữa nha. Đấy. Cáo Lai Châu nha. Cái này 1 năm nó rơi vào 4 cặp lá, năm sau nó dài kinh khủng luôn. Hình số 37 1.500.000. Cả nhà thấy hay không? Video hôm nay cực kỳ là hay, mọi người cố gắng sưu tầm ngày hôm nay nhá. Vừa ngon vừa bổ vừa rẻ. Và lại đẹp nữa cả nhà nhá. Rồi em cảm ơn cả nhà, cảm ơn toàn thể cô chú bác nào yêu thì mọi người ủng hộ, còn mọi người xem thì mọi người like cho em nhá. Rồi em xin chân thành cảm ơn.